Xin chào cả nhà. Ngọc Hiển số Hải Phòng bên em nay tiếp tục lên sóng cho các bác một em lồi áp suất thương hiệu Asahi chuẩn Nhật các bác nhé. Con này với dung tích 5,5 lít này, đun từ ok luôn này. Em bán con này với giá là 1,2 triệu đã bao gồm phí ship nhé. Bảo hành cho khách 3 tháng này, bao tét bao xì, bao kín hơi, không rõ nước. Linh nhanh nhiều luôn. Con này để mà nói thì độ mới đến 95% luôn các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Đấy, mặt inox của nó này, gần như mới luôn. Các bác nhìn vào cái gioăng cao su đây là gioăng xịn chuẩn luôn đó. Gần như mới luôn các bác nhé. Cái này em cam kết với các bác là mới đến 95%. Đấy, hàng đẹp như zin này. Các bác nhìn cái phần mặt inox của nó rất là đẹp luôn. Đấy, con này chuẩn Nhật Asahi nhé. Cái này phần bên trong của nó gì này, chất lớp rất đẹp, dày dặn chắc chắn, tay chân này. Đây các bác nhé, chuẩn Nhật Asahi này, hãng thương hiệu Asahi này, dung tích 5,5 lít này, áp của lên nó lên đến 146 kPa nhé các bác nhé, áp cực khủng luôn, con này nó ghi năm sản xuất luôn này. Inox sáng bóng này, chân tay này, đẹp luôn nhé các bác nhé. Đấy, con này gần như là chưa sử dụng mấy, sử dụng cực kỳ ít luôn các bác nhé. Hàng đẹp xuất sắc luôn. Đây, mặt bên trên này các bác nhìn, chưa có hề có một vết xước gì. Đây bên trong nhé, giòn con xù xanh ngắt này, mới tinh luôn, giòn xịn đi theo lồi luôn đấy. Con này em bán 1,2 triệu bao ship cho các bác nhé, bảo hành cho bác 3 tháng. Linh cực kỳ nhanh nhừ, áp kinh khủng luôn, 146 kPa. Rồi bác nào lấy thì liên hệ với em qua số điện thoại 0934230664 các bác nhé. Cọc hàng lên đơn này, 1,2 triệu bao ship này. Hàng đẹp chất lượng luôn. Inox đẹp sáng bóng luôn. Rồi, xin chào các bác ở các video sau.